Chúng ta cùng thực hiện bài thiền Yoga Nidra. Trong bài thiền này, ta sẽ đưa sự chú ý đến từng bộ phận trên cơ thể. Hãy nằm xuống thật thoải mái với lòng bàn tay mở ngửa. Hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ nhàng. Take another deep breath. Lần này hít vào sâu, giữ hơi lại, nắm chặt nắm tay, gồng chặt cơ thể của chúng ta. Rồi khi thở ra, ta sẽ thở ra bằng miệng với âm ha. Và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Một lần nữa, hít vào, giữ hơi lại, nắm chặt nắm tay, gồng chặt cơ thể và thở ra bằng miệng. Thả lỏng bàn tay và cơ thể của chúng ta. Hãy thư giãn cơ thể này. Now let's take our attention to our right. Đưa sự chú ý đến bàn chân phải. Relax your right foot. Thả lỏng bàn chân phải. Right knee. Đầu gối phải. Right thigh and hip. Đùi và hông phải. The whole of right. Thả lỏng toàn bộ chân bên phải. Now let's take our attention to the left foot. Bây giờ đưa sự chú ý đến bàn chân trái. Left knee. Đầu gối trái. Left thigh and hip. Đùi và hông trái.
the whole of the left. Thả lỏng toàn bộ chân bên trái. Genitals, vùng hạ bộ, abdomen, vùng bụng dưới. Stomach, vùng dạ dày, navel region, vùng rốn. Chest, vùng ngực. Right shoulder. Vai phải. In the entire right arm. Toàn bộ cánh tay phải. Left shoulder, vai trái. And the entire left arm. Và toàn bộ cánh tay trái. Breathing. Hít vào sâu. And rồi thở ra nhẹ nhàng. Neck. Thả lỏng vùng cổ.
back of the neck, vùng gáy, back of the head, vùng đầu phía sau, top of the head, thả lỏng vùng đỉnh đầu. Relax more and ta thư giãn hơn và hơn nữa. Forehead, thả lỏng vùng trán, eyebrows, đôi chân mày, mũi, cheeks, đôi gò má, your lip and chin, đôi môi và cằm, the whole face, thả lỏng toàn bộ khuôn mặt của chúng ta, another deep breath, hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhàng. And the whole body, thả lỏng toàn bộ cơ thể này.
Loka samasta sukhino bhavantu samasta sanmangalani bhavantu Om shanti shanti shanti. Another deep breath in. Hít vào một hơi thật sâu. And breathe out. Thở ra thật nhẹ nhàng. And slowly and gradually become aware of your body. Hãy từ từ cảm nhận lại cơ thể và môi trường xung quanh chúng ta. And slowly and gradually you may open your eyes. Rồi nhẹ nhàng và chậm rãi, chúng ta có thể mở mắt ra.